Hi, xin chào các bạn. Và hôm trước thì có một bạn nhờ Quyền cập nhật giá của dòng điện thoại Redmi 9. Và ngày hôm nay thì Quyền xin gửi một video đến bạn đó nha. Đây là Redmi 9 các bạn, với mức giá hiện tại tại Thế Rộng Điện Máy Xanh là 6.690.000. Và chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu hình của dòng điện thoại này xem như thế nào các bạn nha. Redmi 9 thì chúng ta sẽ có một cái cấu hình như sau. Màn hình của Redmi 9 sẽ là một màn hình 6.4 inch với độ phân giải là Full HD Plus và sử dụng tần số quét là 90Hz các bạn. Máy trang bị con chip của Mỹ Snapdragon 680 8 nhân, RAM 8GB các bạn, RAM thì 8GB, bộ nhớ trong 128GB các bạn nha. Camera selfie là dạng đục lỗ nằm phía trong màn hình với độ phân giải là 16 pixel. Đây, chúng ta sẽ có một viên pin là 5000 mAh và có hỗ trợ sạc nhanh là 33W. Máy thiết kế mặt lưng rất đẹp các bạn, mặt lưng là màu trắng ha, cái máy là màu trắng, mặt nhám, hạn chế bấm vân tay về chạy xước, nổi bật với cụm camera với độ phân giải camera chính là 108 pixel, camera phụ thứ nhất là 8 và cam phụ thứ hai là 2 pixel, và đèn LED nằm vị trí này. Chúng ta sẽ phần camera hơi nhô xóa mặt lưng các bạn nha. Và đây là Redmi 9, cầm rất là ôm tay các bạn, không bị cấn tay và cảm giác rất là mỏng. Bên phải thì chúng ta sẽ có nút nguồn các bạn nha, phía trên chúng ta sẽ có một cái mic hỗ trợ thu âm khi chat video call hoặc quay video. Phía bên trái chúng ta sẽ có chỗ để cây sim, tăng giảm âm lượng. Dưới cùng chúng ta sẽ có một jack 3.5, mic thổi, sạc và đo. Máy rất đẹp các bạn, thiết kế vuốt chạm thì rất là mượt mà các bạn nha. Vì máy trang bị một con chip đến từ Mỹ Snapdragon 680 và có tần số quét là 90Hz, và chúng ta sẽ có một lượng RAM lên đến 8GB, bộ nhớ trong 128GB, đáp ứng đủ nhu cầu học tập, làm việc, chơi game và giải trí trên dòng điện thoại Redmi 9 này. Với mức giá hiện tại là 6.690.000, chúng ta sẽ được giảm trực tiếp 1.650.000 và có hỗ trợ góp 0% lãi suất các bạn nha. Các bạn nào đang tìm dòng sản phẩm Redmi 9 thì có thể đến ngay Thế Giới Di Động hoặc Điện Máy Xanh gần nhất để chúng ta có thể trên tay trải nghiệm dòng sản phẩm này. Hoặc có thể truy cập ngay website thedong.com, điệnmayxanh.com để chúng ta có thể cập nhật giá và chương trình khuyến mãi chính xác nhất các bạn nha. Rồi, Quyền xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Và đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ Quyền nha. Bye bye, chúc bạn thật nhiều sức khỏe.